Thế phẩm số 9, Nhớ anh nhớ gì không? Tác giả thơ Nguyễn Thị Đào, trình bày Nguyễn Thành. Xin mời quý vị cùng đón đọc. Tháng 10 rồi đó anh ơi, 20 sắp tới, anh thời nghĩ sao? Tham quan hoãn cảnh nơi nào, Nhà Trang, Đà Lạt, ước ao bao ngày, Tây Nguyên ngắm núi nhìn mây, Giá Quỳ xứ sở mùa này. Một chuyến đi xa, từ Nam ra Bắc, hay là nơi đâu, đầm sen nay tới Vũng Tàu, đầm sen hay tới Vũng Tàu, hay ra Đà Nẵng ngắm cầu sông bay. Em còn muốn đến chốn này, tham quan đại này, nơi đây du thuyền mấy năm hò hẹn chưa lên, vì con COVID gây phiền mà thôi. Năm nay ngày lễ tới rồi, chơi gần anh nhé, xa rồi tốn tiền, đợi ngày anh hẹn đến hẹn lại lên. Em không đòi hỏi tốn tiền anh đâu, mấy lời thử thách dạo đầu, xem lòng cuốn tử nông sâu thế nào. Vâng, đợi ngày đến hẹn lại lên. Không đòi hỏi tốn tiền anh đâu, mấy lời thử thách dạo đầu, xem lòng quân tử nông sâu thế nào. Vâng, cảm ơn tác giả thơ Nguyễn Thị Đào với thi phẩm Anh Nhớ Gì Không, rất là hay. Cảm ơn quý vị đã